Nước ở đây là nó có giếng khoan rồi nhỉ? Dạ. À, mà nước máy chứ? Vậy là chính Pháp nó xây này đúng không? Vâng. Mái vòm là của Pháp ngày xưa nó xây, sau đó là mới bỏ lại, có 10 năm nay nó xây mới thôi đúng không? Dạ. Ui giời, thế này mà nói gì nữa? Này để không để địa này, nếu không có là để... ý tưởng của mình mà được. Rộng lắm. Ý giời ơi này. Bỏ không mênh mông, Pháp đã để đi rồi mà bao nhiêu bác sĩ có khi chết ở đây. Mười mấy khoa của người ta cơ mà, ngày xưa là công nhân của rừng cao su gì đã chữa cho công nhân đúng không? Thì Pháp nó lấy cao su mà nó đưa về nước đó mà. Đây phòng dược phòng chiếc mới bỏ 10 năm nay thôi nhỉ. Lấy cánh cửa vẫn còn nguyên đây này. À, bây giờ quá. Kiến trúc là kiến trúc do Pháp hay là Pháp nào đúng không? Xây từ ngô đô là Việt Nam cũng chế lên nữa. À. Vâng. Là kiểu như cái phòng này cũng chế rồi chứ. Nguyên vẹn tháo bảo hiểm bảo hiếc đầy đủ còn nguyên này, thuốc men này. Pháp nhà Pháp nó làm trăm năm nó bình thường mà đấy. Đây dưới máy vòm sạch đi con xuống đây chỗ này đi thì rồi thầy về. Cái này cái này theo nhà xác đấy à? Vâng. Nhà xác qua nhà này nhà máy dưới kia nữa. À, bệnh viện của Pháp đây mà không biết ông có ông bác sĩ nào mất ở đây không? Để cái từ trường này của chúng tôi về đây muốn giúp cho dân khỏi khổ bằng chữa bệnh không dùng thuốc chứ không phải dùng thuốc. Đấy, quá tốt, con ra quay đằng sau xem nào. Rộng mấy hecta rồi đó, nhưng mà ít đâu. Mấy hecta đấy chú ạ? À, đây là cái khả năng đây là cái nhà xác. Nơi đây này, nơi đây là ước nguyện cho bệnh nhân về đây, trung tâm an dưỡng ở đây. Và di tích cứ để di tích thôi. Nhưng con chỉ nhờ cái là chúng con làm sạch để cho thôi. Thì điều đấy là rất là mong ước. Quá tốt luôn. Ngon rồi thầy ơi. Bệnh viện của Pháp đây, chuyên trị cho dân cao su đây. Không biết ngày xưa là ông nội của con có bên nội bên ngoại của cụ nội cũng đi theo mộ Pháp 554 về đây trồng cao su rồi sau mất tích không về, biết đâu là cụ lại mất ở đây thì sao. Vậy con cũng rất là mong được vui vẻ làm sao được cái này.